Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Vui sáng tươi vui trong ngàn nguyện ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy dâng ra con trong ngày hôm nay. Thần Linh Sư sống. Hallelujah.
mừng, con mong tôn cao danh Ngài. Ta cùng nhau bước vào trong nơi thiêng liêng, bước vào trong nơi chí thánh để gặp gỡ Ngài. Buổi sáng hôm nay đây, lòng của chúng ta khát khao và mong mỏi được bước vào trong sự hiện diện của Ngài. Nếu chúng ta đến đây buổi sáng hôm nay đây chỉ vì cớ giữ lễ thì chúng ta sẽ chẳng nhận được điều gì từ nơi Chúa cả. Nhưng tôi tin rằng mỗi người trong chúng ta mong muốn được gặp gỡ chính mình Ngài. Hãy bước vào trong nơi chí thánh, hãy bước vào trong nơi thiêng liêng để chúng ta cùng nhau thờ phượng Chúa. Bước vào
Ơi, xin Ngài đến và thăm viếng chúng con. Ngài tiếp tục đụng chạm mỗi tấm lòng của chúng con thì giờ này, vì chúng con biết rằng Ngài đang ở đây với chúng con. Chúng con cần sự hiện diện của Ngài. Ôi Chúa yêu dấu ơi, xin thăm viếng từng người một trong chúng con giờ này. Xin đừng bỏ sót bất kỳ một ai cả, từ người lớn tuổi cho đến các cháu nhỏ. Hết thảy Chúa ơi, chúng con có mặt buổi sáng nay đây,
Ôi Chúa Thánh Linh ơi, xin đến và chạm vào lòng của chúng con giờ này. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây. Phải Chúa ơi, thần linh của Chúa đang ở nơi đây. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng loan kêu cầu. Thần linh của Chúa, thần lòng của chúng con đang khao khát Ngài. Ôi hỡi những tấm lòng khô hạn, hãy chạy đến với Chúa và mở toang lòng của mình ra để Thánh Linh của Chúa Ngài tưới mát tâm linh của chúng ta giờ này. Thần linh của Chúa, linh của Chúa hiện diện nơi đây, hiện diện nơi đây. Thần linh của Chúa, thần linh của Chúa
vàng. Chẳng có chi thể sao, Cha chính là tất cả của con. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Chúa chính Ngài, Chúa chính Ngài trên cả mọi điều. Không có chi để xa, Cha chính là tất cả của con. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu Cha trọng kính chào mục sư quản nhiệm cùng toàn thể quý con cái của Chúa tại hội thánh Phúc Âm
trọn vẹn. Buổi sáng hôm nay chúng ta ngợi khen và thờ phượng Chúa, quý vị thấy có phước hạnh không ạ? Quý vị có thật sự cảm nhận sự hiện diện của Chúa ở với mình không? Tôi nghĩ rằng có thể lắm có một vài người chưa có kinh nghiệm được. Nhưng mà tôi tin rằng nếu chúng ta bước vào trong sự ngợi khen và thờ phượng Chúa một cách hết lòng, thì Đức Chúa Trời Ngài ngự giữa sự ngợi khen và thờ phượng của dân sự Ngài. Ngài đẹp lòng khi chúng ta bước vào trong sự ngợi khen thờ phượng Ngài. Và chúng ta biết rằng là mục đích mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên con người của chúng ta cũng để thờ phượng Ngài. Amen. Chúa không có tạo dựng nên chúng ta để chúng ta phải vất vả, là đổ mồ hôi sôi nước mắt để mà cứ loanh quanh lẩn quẩn kiếm tiền. Nhưng mà mục đích ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên loài người là để thờ phượng Ngài. Và tất cả mọi thứ Chúa Ngài sắm sẵn cho con người. Cho nên nếu ai tìm được cái bí quyết này, nếu ai học được điều này, thì người đó chắc chắn sẽ được phước. Amen. Sáng hôm nay thì tôi có chuẩn bị hai cái tôi có chuẩn bị hai sứ điệp. Nhưng mà rồi ôi xin lỗi. Cho tôi xin lỗi một tí. Tôi có chuẩn bị hai sứ điệp mà khi tôi nhìn vào cái hội thánh của Chúa tại nơi đây, đa phần là những người lớn tuổi. Đa phần là những người lớn tuổi mà dường như là những thanh niên có cái ministry riêng, phải không ạ? Dạ, xin hỏi mục sư, thanh niên có cái ministry riêng. Dạ, và thường thì các cháu nhóm và thờ phượng Chúa bằng tiếng Anh. Còn chúng ta là những người lớn tuổi có mặt ở đây. Tôi rất là vui và rất là được phước khi được dự phần thờ phượng và hầu việc Chúa ở tại nơi này. Nhìn thấy những con người lớn tuổi nhưng mà có một cái tinh thần tìm kiếm Chúa, thờ phượng Ngài. Sáng hôm nay đây tôi muốn cùng với Hội Thánh Chúa chúng ta suy gẫm một cái chủ đề. Xin cho tôi được đổi cái chủ đề. Đó là đầy tớ trung tín, hay là đầy tớ được khen. Trước khi chúng ta suy gẫm lời của Chúa, tôi muốn hội thánh của Chúa một lần nữa chúng ta cùng đứng lên để cùng nhau cầu nguyện. Thưa Cha yêu dấu của chúng con vui mừng cảm tạ ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng con được bước vào trong sự hiện diện của Ngài để chúng con thờ phượng Ngài. Và con biết rằng Ngài rất đẹp lòng khi chúng con thờ phượng Ngài. Ngài đã đến với chúng con, Ngài thăm viếng chúng con. Có rất là nhiều người đã được đụng chạm bởi Ngài trong buổi sáng hôm nay. Và con tin rằng bởi sự đụng chạm của Ngài, Ngài đã chữa lành cho chúng con.
Con không biết giữa vòng anh chị em của chúng con tại nơi đây đang có những nhu cầu về bệnh tật, về sức khỏe, nhưng con tin rằng anh em con đã nhận được sự chữa lành bởi vì Ngài đang ở đây với chúng con, bởi vì Ngài đẹp lòng khi chúng con thờ phượng Ngài. Chúa yêu dấu ơi, con cầu xin Ngài tiếp tục vận hành cách mạnh mẽ và một cách tươi mới ở trên đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng con trong sự hiện diện của Ngài. Khi chúng con hết lòng thờ phượng Ngài, chúng con nhìn biết được sự bày tỏ của Chúa ở trên chúng con. Xin phán dạy chúng con và cho chúng con biết đường lối của Ngài. Sáng nay đây Chúa ơi, chúng con tin rằng mỗi một người trong chúng con đều sẽ được Chúa khen ngợi. Ngài muốn khen ngợi chúng con bởi vì Ngài xem chúng con là đáng chuộng, Ngài xem chúng con là những báu vật của Ngài. Chính vì cớ đó mà Ngài đã bằng lòng đến trong trần gian này để gánh tội cho chúng con, chết vì cớ chúng con trên thập tự giá. Chúa ơi, chúng con chẳng đáng chi cả, nhưng Ngài vẫn yêu chúng con. Ngài xem chúng con là quý báu. Ngài hy sinh mạng sống của Ngài để chúng con được sống. Chúng con nhìn biết điều này thì lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con luôn giữ lòng biết ơn Ngài để chúng con hết lòng tận hiến phục vụ Chúa, để rồi Ngài đẹp lòng khi nhìn thấy những đầy tớ của Chúa là những con người trung tín. Chúng con cảm ơn Ngài. Con dâng hội thánh Chúa trong tay Ngài. Thì giờ này đây, con hạ mình xuống trước mặt Chúa, cầu xin Ngài thăm viếng chúng con và sức dầu trên chúng con, để lời của Ngài tuôn chảy trên chúng con, hướng dẫn chúng con, dạy dỗ chúng con, để chúng con thể làm theo lời của Ngài một cách hết lòng. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con hết lòng thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời quý vị an tọa. Xin Hội Thánh cùng mở ra với tôi ở trong sách Matthew đoạn 25. Sách Matthew đoạn 25 từ câu 14 cho đến câu số 30. Chúng ta có thể xem Kinh Thánh ở trên màn hình. Tôi xin được đọc lời của Chúa. Khi ấy, vương quốc thiên đàng sẽ giống như một người sắp lên đường đi xa, gọi các đầy tớ lại và giao tài sản mình cho họ. Chủ giao cho người này 5 tơ lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo khả năng của từng người. Rồi chủ lên đường. Người đã nhận 5 tơ lân liền đi làm lợi ra và được thêm 5 tơ lân nữa. Người nhận 2 tơ lân cũng vậy, được thêm 2 tơ lân nữa. Nhưng người đã nhận 1 tơ lân thì đi đào đất và giấu bạc của chủ. Sau một thời gian dài, chủ của những đầy tớ này trở về và tính sổ với họ. Người đã nhận 5 tơ lân đến, đem thêm 5 tơ lân nữa và nói: "Thưa chủ đã giao cho tôi 5 tơ lân. Đây này, tôi đã làm lợi thêm được 5 tơ lân nữa." Chủ nói với người ấy: "Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi." Người đã nhận 2 tơ lân cũng đến và nói: "Thưa chủ đã giao cho tôi 2 tơ lân. Đây này, tôi đã làm lợi thêm được 2 tơ lân nữa." Chủ nói với người ấy rằng: "Hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín kia, được lắm. Ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ đặt ngươi cai quản nhiều. Hãy vào chung hưởng niềm vui với chủ ngươi." Người đã nhận 1 tơ lân cũng đến và nói: "Thưa chủ, tôi biết chủ là người khắt khe, gặt chỗ mình không gieo, thu chỗ mình không rải ra,
Nên tôi sợ và đi giấu ta lân của chủ ở dưới đất. Đây, xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Nhưng chủ đáp rằng, hỡi đầy tớ gian ác và lười biếng kia, có phải ngươi biết rằng ta gặt chỗ ta không gieo và thu chỗ ta không rải ra không? Thế thì lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. Vậy hãy lấy ta lân khỏi tên này và cho người có 10 ta lân, vì ai có sẽ cho thêm để họ được dư dật, nhưng ai không có sẽ bị cất luôn cả điều họ có nữa. Còn tên đầy tớ vô ích kia, hãy ném nó ra chỗ bóng tối bên ngoài, nơi đó sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Kính thưa hội thánh, đây là một cái phần kinh thánh mà tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn muốn khen chứ không muốn chê con cái của Ngài. Đức Chúa Trời Ngài luôn muốn ban thưởng chứ không muốn hình phạt con dân của Ngài. Amen. Chúng ta biết rằng tình yêu của Chúa vô bờ bến và không ai có thể dò lường được tình yêu của Ngài. Kinh Thánh mô tả rằng Ngài yêu chúng ta đến nỗi ban con độc sanh của Ngài. Và ban như thế nào? Không phải chỉ cho rồi thôi, nhưng mà ban cho một cách nhưng không, miễn phí. Và rồi con một đó đã làm một việc mà không ai có thể làm được, đó là Ngài gánh tội lỗi của tôi và quý vị, của cả nhân loại này ở trên cây gỗ. Tình yêu của Chúa là như vậy. Và có một tác giả đã viết như thế này: nếu lấy hết cây rừng để làm bút và lấy hết nước biển để làm mực thì cũng không thể viết hết được tình yêu của Chúa dành cho con người. Và tôi tin điều đó thật là đúng, đúng chính xác. Không có bất kỳ một cái điều gì có thể nói hết được tình yêu của Chúa dành cho. Và cũng chính vì cớ đó, tôi tin rằng Đức Chúa Trời Ngài luôn muốn khen và muốn ban thưởng cho con cái của Ngài, chớ Ngài không muốn chê và cũng không muốn hình phạt. Amen. Amen. Ồ, như vậy thì tôi nghĩ rằng trước khi chúng ta nghe lời của Chúa, hãy nói với người bên trái và bên phải một cái lời khen nào đó mà nó tốt đẹp nhất trong ngày mới này đi. Quý vị, hãy có một cái lời khen, một cái lời khen nào mà tốt đẹp nhất trong ngày mới này với cái người bên cạnh của mình đi quý vị. Chúng ta thấy người bên cạnh chúng ta đẹp không à? Ồ, tôi thấy sáng hôm nay ai cũng đẹp hết, tôi cũng đẹp nữa. Ai cũng đẹp, ai cũng sáng sủa. Và ai cũng là những người tốt lành trước mặt Chúa cả. Bởi vì khi tạo dựng nên chúng ta, khi hoàn thành cái công trình của Ngài, thì lời Chúa phán rằng ấy là tốt lành. Amen. Ấy là tốt lành. Vậy thì kính thưa quý vị, chúng ta là những tạo vật của Chúa, thật là đẹp, thật là ưu mỹ, thật là tốt lành. Nhưng mà khi ma quỷ gieo rắc tội lỗi vào, nó muốn phá hỏng cái công việc của Chúa bằng cách là nó gieo rắc tội lỗi vào trong thế gian. Nó làm cho loài người bị hư hoại. Thì kể từ đó,
con người đã rơi vào trong sự bất tuân, rơi vào trong sự không vâng phục. Chứ Đức Chúa Trời, Ngài không bao giờ muốn hình phạt con dân của Ngài. Và cũng chính vì cớ đó mà nó tạo nên một cái bản chất ở trong con người là luôn có một cái tinh thần chống nghịch hay là nổi loạn hơn là sự vâng phục. Nhưng Đức Chúa Trời thì muốn chúng ta luôn luôn vâng phục Ngài, toàn tâm toàn ý để vâng phục Ngài. Và bây giờ chúng ta trở lại với cái câu chuyện này, là một câu chuyện mà có một người chủ có công việc phải đi xa. Nên trước khi đi xa, người chủ giao cho những đầy tớ của mình những công việc, những ta lân. Để rồi khi người chủ trở về sẽ nhìn thấy được những đầy tớ đó thực hiện những công việc mà mình đã giao. Phải chăng ở đây người chủ mong mỏi sự vâng lời, mong mỏi sự vâng phục nơi những đầy tớ của mình, phải không? Amen. Đức Chúa Trời cũng vậy, Ngài luôn mong mỏi con dân của Ngài vâng lời Ngài. Tôi có hai đứa con và lòng của tôi luôn luôn mong muốn rằng con của tôi nó vâng lời tôi. Và tất cả những gì tôi có thể làm được, những gì tôi xây dựng ở trong cuộc đời của tôi sẽ dành cho nó. Tôi tin rằng ai là những người cha, người mẹ đã có con, quý vị cũng đều có cái quan điểm giống như tôi vậy. Có phải không quý vị? Nhưng mà trong câu chuyện này chúng ta thấy rằng trong vòng những đầy tớ của người chủ thì có người vâng lời, nhưng có người thì không vâng lời. Có người làm theo, nhưng có người thì không làm theo. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy gẫm. Chúng ta tin và chúng ta không bao giờ muốn mình ở trong cái thành phần của đầy tớ không vâng lời, không làm theo và bị hình phạt. Amen. Amen. Nhưng mà chúng ta luôn khao khát, luôn mong mỏi mình nằm ở trong thành phần của những đầy tớ vâng lời, mong muốn được khen, được phần thưởng. Amen. Ai amen giơ tay lên ạ. Hallelujah. Và tôi tin chắc rằng sau hôm nay Chúa Ngài đẹp lòng và chúng ta chuẩn bị nhận những lời khen từ nơi Chúa. Nhưng mà quý vị ơi, Chúa Ngài không có khen, gọi là khen bằng lời mà thôi, nhưng mà Ngài là đấng khen mà còn khen thưởng nữa. Khen mà còn thưởng nữa. Ban cho một cách rời rộng, ban cho một cách dư dật, ban cho một cách đầy dẫy. Và để muốn được khen thì những đầy tớ cần phải làm điều gì đây? Bây giờ chúng ta sẽ lần lượt để suy gẫm lời Chúa ở đây. Trước hết chúng ta hãy xem ở trong trở lại với Ma-thi-ơ đoạn 25. Điều đầu tiên mà chúng ta thấy người chủ khen hai đầy tớ được giao 5 ta lân và 2 ta lân. Người chủ đó khen vì cớ họ làm gì? Thứ nhất, họ là người biết làm lợi ra những gì mà Chúa giao phó cho. Người chủ này có mục đích. Trước khi đi, giao cho 3 người, một người 5 ta lân, một người 2 và một người 1.
Và người chủ nói gì à? Hãy làm lợi ra. Người chủ không có nói rằng là làm lợi bao nhiêu. Chủ không có nói như vậy. Chủ không có quan tâm đến lợi ít hay là lợi nhiều. Nhưng mà miễn là làm lợi ra là được. Amen. Và chúng ta thấy cái người mà nhận 5 ta lân á, làm lợi ra 5. Cái người làm 2, nhận được 2, làm lợi ra 2. Miễn làm lợi là được rồi. Cứ làm lợi là được khen. Đây là cái điểm đầu tiên mà những người đầy tớ sẽ chắc chắn được khen. Bởi vì sao? Bởi vì hiểu được ý của chủ mình. Kính thưa quý vị, chúng ta là con cái của Chúa. Ngài yêu chúng ta, Ngài cứu chúng ta, Ngài gọi chúng ta, Ngài chọn chúng ta. Ngài cũng có mục đích trên cuộc đời của chúng ta nữa. Chúng ta có tin rằng Ngài cứu chuộc chúng ta và Ngài có mục đích trên cuộc đời chúng ta không ạ? Tôi không bao giờ tin rằng Chúa cứu chúng ta để rồi chúng ta thuộc về Chúa, rồi chúng ta mỗi tuần lễ cứ đi giữ lễ, rồi chúng ta không phải làm hay là tham dự bất kỳ một điều gì ở trong vương quốc của Chúa hết. Nhưng mà điều Chúa mong muốn chúng ta là làm lợi ra. Nghĩa là chúng ta nhận được sự cứu chuộc của Chúa thì chúng ta cũng tiếp tục đem sự cứu chuộc này đến cho những người xung quanh mình. Đó là làm lợi ra. Amen. Đây là một cách mà chúng ta làm lợi ra. Rất là đơn giản. Chúa không có phán với chúng ta rằng ngươi phải làm, phải đem một người vào trong vương quốc của ta, hay là 100 người, hay là 1000 người, hay là 1 triệu người. Không hề có con số đó. Kinh Thánh không ghi lại con số đó. Nhưng mà chỉ cần chúng ta làm lợi ra là được. Chỉ cần chúng ta vâng lời là được. Amen. Còn phương cách để chúng ta làm như thế nào cho lợi ra, tôi tin rằng Đức Chúa Trời sẽ hướng dẫn chúng ta. Làm sao để làm lợi ra, Chúa sẽ chỉ cho chúng ta. Và Ngài là đấng luôn đồng hành với chúng ta. Amen. Khi Chúa Giêsu Ngài sai các môn đồ đi ra rao giảng tin lành, Kinh Thánh nói rằng Ngài cập theo họ dấu kỳ phép lạ để làm cho vững đạo. Amen. Họ không phải chỉ đi giảng suông, nhưng mà Chúa Ngài cập theo phép lạ dấu kỳ cho họ. Ngài đồng hành với họ. Và Chúa Giêsu Ngài phán trước khi Ngài về trời: ta không để cho các ngươi mồ côi đâu, nhưng ta sẽ ở cùng với các ngươi luôn cho đến tận thế. Đây là lời hứa chắc nịch. Và tôi tin rằng Chúa Ngài có chương trình tốt lành và Ngài luôn đồng hành với chúng ta. Vậy thì nếu như ai vâng lời thì chắc chắn sẽ lợi ra. Amen. Mà Chúa dường như Ngài cho chúng ta một cái con số mà Kinh Thánh ghi lại rằng một hộp á, nó có thể sinh ra 30, 60 và 100. Tôi không biết là quý vị có thường xem những cái cây lúa không à? Quý vị có xem những cây lúa à? Khi mà người ta gieo hạt giống xuống đó, một cái hạt lúa đó à, nó đâm chồi, nó mọc cây lên, rồi một cái cây lúa đó nó cho ra bao nhiêu hạt? Nhiều không quý vị? Dạ. Chúng ta đã từng vào xuống đồng ruộng, chúng ta từng thấy rồi đó à. Có cái cây lúa nào mà một cái hạt, một hạt nó được gieo xuống rồi nó đâm chồi, nó nảy lên một cây, có một hộp không? Có không? Không. Và tôi thấy rằng
cái sự chúc phước của Chúa, sự hành động của Chúa luôn luôn là bội phần. Amen. Luôn luôn là bội phần. Điều quan trọng là chúng ta có bằng lòng, chúng ta có trung tín để thực hiện hay không, thì Chúa Ngài sẽ giúp cho chúng ta làm lợi ra. Tôi nhớ đến câu chuyện của Isaac ở trong Sáng Thế Ký đoạn 26. Kinh Thánh ghi lại rằng lúc bấy giờ có một cơn đói kém xảy ra ở tại xứ Philippines, vùng đất Gera. Và Isaac muốn đem gia đình của mình, đem vợ của mình, lúc đó chưa có con, đem vợ của mình di chuyển sang Ai Cập. Nhưng mà Chúa phán với ông rằng đừng có đi sang Ai Cập, hãy cứ ở đó. Và thế là ông vâng lời, ông ở đó. Nhưng mà điều mà chúng ta thấy cái gì đây? Ồ, một cái nan đề đang xảy ra là xứ sở thì đói kém. Mà đói kém ở đây lấy gì ăn? Lấy gì sống? Ông muốn di chuyển đi đến một cái chỗ tốt hơn để sống. Nhưng mà Chúa lại không cho. Chúa bảo cứ ở đó. Chúa có cách của Ngài. Amen. Và quý vị, ông làm gì không? Nếu quý vị xem trong Sáng Thế Ký đoạn 26 câu 12 thì sẽ thấy năm ấy Isaac gieo hạt giống. Và Đức Chúa Trời làm cho sanh lợi ra. Sanh lợi ra đến nỗi mà trở nên giàu có. Ô, thật là lạ luôn. Vấn đề tôi muốn nhấn mạnh ở tại nơi đây đó là Isaac vẫn cứ trung tín gieo. Người ta thường là đói người ta để dành, để dành để ăn, phải không? À, thức ăn ta để dành để ăn. Giống như câu chuyện của người đàn bà quá ở Sarepta. Khi mà Eli đến xin làm bánh cho ta ăn đi, bà ta nói rằng là có một chút bột, chút dầu này đủ cho hai mẹ con tôi dùng xong là chết á. Còn có chút xíu ăn xong là chết á, mà ông còn xin nữa. Nhưng mà quý vị ơi, Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài. Việc mà bà vâng lời để bà làm cho đầy tớ của Chúa ăn, đó cũng là việc gieo ra để sinh lợi ra. Amen. Ô, thay vì ăn xong mà chỉ có hai mẹ con ăn thôi, ăn xong là chết, nhưng mà đằng này bà vâng lời làm xong Eli ăn được. Và ăn xong rồi thì sao? À, đâu chết đâu. Ồ, ngược lại, Kinh Thánh ghi lại rằng là dầu không hết ở trong trà, dầu không cạn mà bột cũng không có hết. Và trải qua bao nhiêu năm quý vị? Ồ, suốt 3 năm rưỡi. Trong khi ai nấy đói mà hai mẹ con có đầy đủ. Nếu như không gieo ra thì làm sao có sinh lợi? Nếu Isaac không vâng lời Chúa, không chịu gieo, và ông cứ nhìn vào cái hoàn cảnh xung quanh là đói, xứ sở đang bị đói kém, không thể, người ta làm sao thì mình cũng vậy thôi. Không, quý vị ơi, chúng ta biết rằng chúng ta khác, khác với người thế gian. Bởi vì chúng ta có một Đức Chúa Trời, có một kế hoạch thật là tốt lành cho đời sống của chúng ta. Amen. Nên hãy làm lợi ra thì chắc chắn chúng ta được khen và được thưởng nữa quý vị. Hãy làm lợi ra. Có nhiều cách để chúng ta làm lợi. Có nhiều điều để chúng ta làm lợi. Làm lợi là hình ảnh của việc chúng ta đi ra để nói về Chúa. Chú
chúng ta là một. Và chúng ta gieo hạt giống lời của Đức Chúa Trời vào lòng của người nghe, thì từ chúng ta là một có thể chinh phục nhiều người. Amen. Nếu chúng ta nói cho nhiều người, nói cho bao nhiêu người, thì cơ hội có thể bấy nhiêu người được nghe phúc âm và bấy nhiêu người tiếp nhận Chúa Giêsu, họ sẽ được cứu, họ sẽ nhận lấy sự sống đời đời, họ được biến đổi ở trong cuộc đời của họ. Amen. Còn nếu chúng ta cứ nhìn vào hoàn cảnh, không được đâu, người đó khó lắm, người đó cứng lòng lắm. Cái việc mà họ cứng lòng, cái việc mà họ khó, nó cũng giống như vùng đất bị đói kém vậy. Nó cũng giống như vùng đất bị khô hạn vậy. Nhưng quý vị ơi, nếu chúng ta tin, nếu chúng ta vâng lời, Đức Chúa Trời sẽ hành động theo cách của Ngài. Không gì khó với Đức Chúa Trời cả. Mọi sự đều có thể với Đức Chúa Trời. Amen. Hallelujah. Cho nên quý vị ơi, tôi muốn quý vị hãy nói một cách xác quyết với người bên cạnh của mình, hãy làm lợi ra. Nói xác quyết quý vị, hãy làm lợi ra. Trên cái nguyên tắc tôi nói với quý vị, nếu như hạt giống mà không gieo, không làm lợi ra, thì cũng sẽ ăn hết. Mà không ai dạy gì để ăn hột giống, phải không quý vị? Hạt giống là để gieo. Nhìn nhiều khi đói quá ăn luôn. Đói quá ăn luôn là tiêu luôn. Nên phải gieo. Gieo cũng là sự ban cho. Gieo là chúng ta rao truyền danh của Chúa, mà gieo cũng là sự ban cho. Chúa Giêsu phán rằng ban cho thì có phước hơn nhận lãnh. Chắc chắn rằng Đức Chúa Trời Ngài đẹp lòng và Ngài khen những đứa con mà có một tấm lòng rời rộng, có tấm lòng rộng rãi, không có bủn xỉn, không có chắc lót, không có ích kỷ, không có nhỏ mọn. Amen. Chúa của chúng ta là đấng giàu lòng thương xót. Ngài ban cho đến nỗi mà ban chính con một của Ngài, ban cả mạng sống của Ngài luôn. Và Kinh Thánh ghi lại rằng là Ngài chẳng những ban con Ngài thôi, mà ban luôn tất cả mọi sự luôn với con ấy. Tất cả mọi sự là gì quý vị? Quý vị muốn cái gì cũng có trong đó hết. Amen. Tôi nhưng mà bỏ qua những cái gì tiêu cực. Ngài ban luôn mọi sự với con ấy, chứ không phải chỉ là ban sự cứu rỗi thôi. Ngài ban sự sống, Ngài ban sự thịnh vượng, Ngài ban sự khỏe mạnh, ban sự bình an, ban sự chữa lành. Tất cả những nhu cầu chúng ta cần, Đức Chúa Trời ban và sắm sẵn cho chúng ta. Danh của Ngài là Jehovah Jireh, đấng sắm sẵn cho chúng ta. Cho nên quý vị ơi, hãy làm lợi ra, hãy sẵn lòng ban cho. Và tôi biết rằng là những ai đã đặt chân ở trên cái đất nước này rồi thì có tấm lòng rời rộng lắm. Bởi vì khi mà qua đây thì tôi thấy, phải nói rằng là về vật chất á, rất là thừa thải. Sống ở một số những cái quốc gia còn nghèo, còn thiếu á, thì bị hạn chế, bị thiếu thốn rất là nhiều về vật chất. Nhưng mà ở đây thì rất là thừa thải. Hôm qua tôi đi với một người anh em, vừa chở đi vừa nói, ở đây mục sư ơi, đúng là Chúa ban phước dư dật đến nỗi mà ăn hết đổ nữa. Điều đó có phải không à? Và chúng ta hãy nghĩ xem, nếu bằng một cái cách nào đó
mà chúng ta có thể tìm kiếm, thay vì đổ thì hãy ban cho. Hôm qua tôi gặp một người chị em, người rất là nhỏ con, mà tôi không ngờ quý vị, cái người anh nó cho tôi xem một cái hình có một chiếc xe bus, và anh nói rằng đây, cái cô em này của tôi nè là một luật sư, hiện đang là một luật sư, nhưng mà bên cạnh đó đó đi bán chocolate. Xem trường hợp đó, đi bán, ngoài cái công việc làm đó, làm thêm bán chocolate, và lấy cái tiền lời của việc bán đó đó mua nguyên một chiếc xe buýt dâng cho hội thánh để chở con cái Chúa. Cho tôi xem nguyên chiếc xe bus to luôn quý vị. Ồ, tôi không ngờ, mà người nhỏ con thôi. Có tấm lòng yêu mến Chúa vô cùng và quan tâm đến nhiều người, mong muốn cho anh em mình có cơ hội để được đi thờ phượng Chúa. Bằng cái đồng tiền mà người chị em đó tích cóp được trong cái việc mà bán chocolate trong mấy cái hộp này. Khi tôi đến thấy chị mới vừa về bưng vô. Ồ, cảm ơn Chúa, mua nguyên một chiếc xe buýt mới luôn. Hallelujah. Cho nên quý vị ơi, hãy mở rộng lòng của chúng ta ra để làm lợi ra bằng cách là chúng ta hãy ban cho. Và tôi tin rằng khi chúng ta ban cho thì Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta cách bội phần hơn. Cảm ơn Chúa. Và rồi, cái điều thứ hai mà chúng ta thấy ở tại nơi đây là gì? Xin lỗi, tôi sẽ đi nhanh. Điều thứ hai muốn đề cập đến, chúng ta làm lợi ra, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng thấy được Đức Chúa Trời Ngài khen những đầy tớ của Ngài phải có một đời sống ngay thẳng, một đời sống chân thật, một đời sống ngay thẳng. Chúng ta nhìn thấy cái người đầy tớ thứ ba là người mà được giao cho một ta lân. Chúng ta thấy người đó lý luận hay lắm, nói rất là giỏi, nhưng mà làm thì dở. Người thấy không? Hai người kia không có nói gì hết trơn á. Hai người kia khi mà chủ đến thì chỉ đơn giản mà nói là: đây thưa chủ giao cho tôi 5 ta lân, tôi đã làm lợi ra 5 đây, xin giao lại cho chủ. Thưa chủ giao cho tôi 2 ta lân, tôi làm lợi ra 2 ta lân đây, xin giao lại cho chủ. Không nói gì hết trơn á, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Nhưng mà cái người mà có 1 ta lân thôi thì nói gì? Thưa chủ, tôi biết chủ rất là nghiêm khắc, gặt trong cái chỗ mình không gieo và lượm lặt trong chỗ mình không có rải ra. Tôi biết tính của chủ lắm, cho nên là tôi giữ nguyên đây, không hề mòn một xu nào hết trơn. Không. Chủ xem kỹ là đi, nó còn nguyên hiện luôn đó. Tôi thấy ngày hôm nay ở trong hội thánh Chúa có nhiều những con người, tôi xin lỗi quý vị là không có ý để mà chỉ trích hay là muốn ám chỉ đến ai cả. Nhưng mà xin Chúa Ngài giữ lòng của chúng ta, để chúng ta biết ý của chủ, chúng ta vâng lời Ngài, chúng ta trung tín làm theo, chứ đừng có nói nhiều quá mà không làm. Điều Chúa muốn là chúng ta cứ thực hiện, hãy hành động. Kinh Thánh nói rằng đức tin phải có việc làm.
Cái người đầy tớ này tin chủ của mình nghiêm nhặt, hả mà tin lắm á, biết chủ tin lắm, nhưng mà không có việc làm. Chúng ta nên biết rằng cái việc làm nó sẽ nuôi dưỡng đức tin của người đó. Nếu chúng ta có đức tin mà chúng ta không có việc làm thì đức tin đó dần dần nó bị mai một và nó chết đi. Gia Cơ nói rất là rõ, đức tin không có việc làm thì đức tin chết. Tại sao nó chết? Tại vì nó không được nuôi dưỡng. Việc làm nuôi dưỡng cho đức tin. Amen. Không phải chúng ta làm để chúng ta được cứu, nhưng mà những việc chúng ta làm nuôi dưỡng đức tin của chúng ta mỗi ngày mạnh mẽ hơn, lớn hơn, tăng trưởng hơn. Amen. Amen. Cho nên quý vị ơi, hãy hành động, hãy thực hiện, hãy làm theo những gì mà Chúa Ngài muốn, Ngài dạy dỗ. Và vấn đề ở đây chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái con người này có cái gì đó nó không có trung thực, nó không có ngay thẳng. Hay có thể nói rằng là làm biếng, biếng nhác, không chịu làm, không vâng lời, nhưng mà tìm cách để lý luận, để biện hộ cho mình. Như vậy là không ngay thẳng phải không quý vị? Như vậy là không trung thực phải không quý vị? Và nếu như người như vậy thì làm sao mà nhận được lời khen? Không thể. Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để rồi mỗi người ở trong nhà của Chúa, chúng ta là những đầy tớ. Và hình ảnh của người chủ này tôi hình dung ra, ấy chính là Chúa Giê-xu. Ngài đã đi xa, nhưng mà Ngài sẽ trở lại. Nhưng trước khi đi, Ngài đã giao những ta lân cho các đầy tớ của Ngài. Amen. Chúa Giê-xu trước khi về trời, Ngài đã trao lại mạng lệnh của Ngài cho các môn đồ đầu tiên, phải không ạ? Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 28, Kinh Thánh đã ghi lại rất là rõ. Vậy các ngươi hãy đi dạy dỗ muôn dân nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Có phải đó chính là người chủ trước khi về trời đã giao lại những đầy tớ của mình những ta lân đó hay không? Và quý vị có tin rằng mạng lệnh đó được ban cho bao gồm tôi và quý vị ở tại nơi đây không? Đừng bao giờ nghĩ rằng mạng lệnh đó chỉ dành cho 120 môn đồ đầu tiên, mà nó bao gồm luôn tất cả những ai thuộc về Ngài. Tất cả chúng ta ngày hôm nay là con cái của Chúa, là môn đồ của Ngài. Quý vị ơi, hãy trung tín vâng giữ, hãy làm theo, hãy làm lợi ra, để rồi khi Chúa trở lại, tôi tin rằng Ngài không muốn hình phạt, Ngài không muốn phán xét chúng ta, nhưng Ngài muốn ban thưởng cho chúng ta, Ngài muốn khen chúng ta. Amen. Hãy cứ trung tín vâng theo, làm trọn những gì mà Chúa dạy chúng ta, thì quý vị ơi, chúng ta được khen thưởng. Và tôi tin rằng tiếng khen đó và những phần thưởng không phải chỉ chờ cho đến ngày cuối cùng thôi đâu, mà ngay trên đất này, ngay trong những ngày này, chúng ta vẫn có thể nhận được sự chúc phước, sự ban thưởng của Chúa một cách thật là lạ lùng, thật là diệu kỳ. Trước khi kết thúc, tôi muốn nói quý vị những cái phần thưởng mà Chúa Ngài ban cho tôi. Và tôi biết rằng ở trong quý vị, những người ngồi tại nơi đây, có những phần thưởng mà Chúa dành cho quý vị còn hơn tôi gấp nhiều lần nữa. Nhưng mà tôi không so sánh, tại vì mỗi một người đều có một cá nhân, một đời sống riêng. Nhưng mà riêng tôi cảm thấy thỏa lòng, tôi vui mừng, tôi vui lòng vì có những phần thưởng mà Chúa ban cho. Ngay việc mà tôi được đứng ở tại nơi đây, tôi được đứng ở trên cái đất Mỹ này, đó cũng là một phần thưởng mà Chúa ban cho. Amen. Trong số nhiều người có thể phỏng vấn và đi đến đất Mỹ này, có nhiều người cũng được, nhưng cũng có nhiều người không đến được. Cho nên tôi tin rằng đây cũng là một phần thưởng.
Phần thưởng Chúa ban cho tôi có một gia đình, có được vợ đẹp, có được con ngoan. Và điều mà tôi vui mừng hơn nữa đó là cả nhà tôi hầu việc Đức Chúa Trời. Amen. Vợ tôi cũng hầu việc Chúa. Vợ tôi cũng có thể giảng, vợ tôi trăng bày. Con tôi cũng hầu việc Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa vô cùng. Tôi xin phép mục sư một vài phút nữa thôi để làm chứng vì cái phước hạnh mà Chúa ban cho, những điều mà mình không thể ngờ tới được. Mình chỉ biết rằng mình cứ trung tín hầu việc Chúa thì Chúa ban cho. Vào năm 2016, chúng tôi đi dự chương trình đại hội ở Indo. Thì con gái tôi thì nó chơi piano. Nó không có trong cái danh sách để mà đánh đàn. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa sắm sẵn cho nó. Khi qua đến bên đó rồi thì nó lại được mời vào đánh cùng với lại ban nhạc Indo luôn. Là tôi thấy bắt đầu Đức Chúa Trời mở cánh cửa cho nó. Tôi tiếp tục cầu nguyện, cảm ơn Chúa, phước hạnh quá. Rồi đi dự đại hội Mã Lai mà mục sư Quỳnh Quốc Khánh tổ chức, thì cháu đánh đàn ở trong band, trong cái đại hội của mục sư Quỳnh Quốc Khánh tổ chức. Rồi đi Thái Lan, khi mục sư Diêu Sư Dương tổ chức, chúng tôi qua bên đó thì chỉ thấy có ban nhạc Trung Quốc không thôi. Và cảm ơn Chúa một cái sự sắm sẵn, đó là mục sư Hùng vừa rồi, gái tôi cộng với con trai tôi đánh trống, và thêm mục sư Duy chơi bass, gom lại thành một band đánh cho đại hội suốt mấy ngày ở tại Thái Lan. Ô, tôi nói cảm ơn Chúa. Và quý vị biết một cái điều không có ngờ, tức là được giữ phần hầu việc Chúa mà trong cái đại hội. Thường thường người ta phải có một sự chuẩn bị trước, phải không quý vị? Phải được mời trước, phải được chọn trước, phải chuẩn bị trước. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa sắm sẵn để rồi được dự phần. Và cái điều mà tôi vui nữa đó là hôm đó khi mà mục sư Henry Hinn, là em ruột của mục sư Benny Hinn, ông giảng, ông cũng là một diễn giả lớn á. Và khi ông giảng đó thì cái cách của ông giảng á là luôn luôn phải có một người đàn vừa giảng mà nghe tiếng đàn, tiếng nhạc á. Và con gái tôi đánh đàn. Cảm ơn Chúa, khi ông giảng xong, ông đến ông khen và cầu nguyện sức dầu cho nó. Tôi không có khoe đâu quý vị, nhưng tôi đang nói rằng đó là phần thưởng Chúa ban cho. Amen. Đó là phần thưởng. Tôi không nói đến phần thưởng về tài chánh, tôi không nói đến phần thưởng về vật chất. Nhưng mà tôi tin rằng cái giá trị của tâm linh, giá trị của tinh thần, nó cao hơn cả giá trị về vật chất. Hallelujah. Cho nên quý vị ơi, hãy trở nên những đầy tớ trung tín ở trước mặt Đức Chúa Trời, để rồi Ngài sẽ khen thưởng chúng ta. Không phải chỉ chờ cho đến ngày cuối cùng, nhưng mà ngay ngày hôm nay, ngay những ngày trên đất này, Chúa Ngài sẽ đến và ban thưởng cho chúng ta. Amen. Cảm ơn quý vị. Xin Chúa ban phước. Gần bên Chúa ơi, cho con gần Chúa. Còn lại những cô bác anh chị em có những cái nhu cầu, có những sự khát khao, ta hãy hướng lòng về Chúa. Và chúng tôi sẽ đến và cầu nguyện cho quý vị. Hallelujah. Gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm cho ban chiều. Bao tâm lòng tin con đường Chúa mãi không lìa xa. Chúa
con gần Chúa, gần bên Chúa, phước thay cho người theo Chúa. Gần bên Chúa để con không cảm thấy cô đơn, gần bên Chúa để con yêu Cha nhiều hơn. Con trông mong Cha từ sáng sớm chưa chiều, trong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa. Con yêu Cha luôn. Cho con gần bên Chúa muôn đời, Chúa ơi. Mong tâm linh con gần Chúa mãi không lìa xa.